xin chào các bạn ở mời các bạn cùng tôi đến vùng đất gia lai của tây nguyên nơi đây văn hóa ẩm thực của con người nơi đây rất phong phú và đa dạng con người gia lai rất gần gũi và thân mật họ sống rất hòa thuận với các dân tộc anh em khác trên mảnh đất tây nguyên này người gia lai là mộ trong năm dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ mã lai đà đảo phân bố địa bàn cư trú dân tộc gia lai chủ yếu là ở di lai phía tây tỉnh phú yên phía tỉnh con tum và phía bắc tỉnh đắk lắc văn hóa văn nghệ người gia lai có nhiều trường cả như đam san sim nhã đam di nhưng trong video hôm nay mình không bàn sâu về chuyện này để những video tiếp theo mình sẽ nói nhiều hơn hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về tốt những món rất độc đáo của người đồng bào dân tộc gia gia nhé các bạn đang xem nhớ hào phóng tặng cho mình một like và chia sẻ video này nhé cảm ơn các bạn mở đầu cho video hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn món dế cơm vào đầu mùa mưa loại côn trùng này xuất hiện rất nhiều trên dãy người dân nơi đây thường bắt hoặc đào dưới cát đem về chế biến nhiều cách khác nhau trước mặt các bạn là món dế sao được chế biến theo cách của họ nhưng tôi Huy rất thích món biến rất đơn giản, đơn giản các bạn, bạn rất thành thị có dám ăn không? Và nhiều dinh dưỡng nhé. Hôm nay tôi sẽ làm món này để uống rượu. Món này làm đơn giản chỉ bỏ cánh của chúng là đem đi sao? Hôm nay có mùi ngon chắc tôi lại say quá ha ha ha. Sau khi xem video này tôi tìm chắc các bạn sẽ đi tìm loại côn trùng này để mà ăn. Xin mời các bạn nhé. tiếp tục review cho các bạn món thứ hai nhé. Đó là món đu đủ xanh băm nhỏ thái sợi. Nhìn cũng khá giống gỏi của người kinh. Họ giã trong một cái cối ớt và một số gia vị. Người ra dài ăn ớt rất nhiều. Các bạn nhìn họ ăn ớt nhiều đến mức nào. Đây cũng là đặc trưng của người đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Các bạn xem cách họ làm món này khá giống kiểu gọi đu đủ của người Thái Lan không? Các bạn nhớ nhắn vào bình luận cho mình biết nhé. Sau khi giả nát các gia vị họ bỏ đu đủ xanh vào, rồi tiếp tục giả. Sau đó họ cho ra thau. Vắt thêm chanh vào. Như vậy họ có một món ăn rất ngon. Và món tiếp theo xin mời các bạn cùng theo các em gái này là món gì nhé? Nào mời các bạn theo chân em vào trong vườn nhà em nhé. Món gì nhỉ? Anh thì ra đây là lá mì đon o, nhưng không biết các bạn nữ này tính làm món gì đây nhỉ? Các em gái mỗi người một tay hái rau rất nhanh. Như vậy là được một gùi nhỏ. thôi nào mời các bạn về nhà chúng ta chế biến món ăn thôi tôi chưa biết các cô gái này chuẩn bị làm món ăn gì từ lá mì đây là món lá mì xào cho mời các bạn cùng các em chế biến món ăn này nhé trước hết chúng ta sẽ nắm lá mì nát ra công đoạn này cần sự khéo léo rất nhanh đã vo xong hết số lá mì sau đó vắt bỏ nước trong lá mì sau đó sao lên. Món ăn này rất phổ biến ở nơi đây. Tôi thấy nhà nào cũng trồng loại mì này sau vườn nhà họ. Ngoài lá da cây mì còn có củ làm được rất nhiều món ăn khác nhau. Các cô gái da dai này rất xinh đẹp và giỏi trong việc tạo ra các món ăn. Chúng tôi rất thích thú với cánh nấu ăn trên bếp của như thế này. Đây là một số gia vị để nên cho món này. Em sẽ chia sẻ cho các bạn không giấu gì đâu. Sau khi lấy đủ gia vị em sẽ giả dối cho vào món ăn này. Cách chế biến món này rất đơn giản. Chỉ nhìn một lần sẽ làm được thôi. Bây giờ em sẽ giả nát gia vị này. Sau đó cho vào nén thức ăn. Tôi rất mong muốn nóng lòng chờ món ăn này. Mùi vị có nó cuốn hút làm sao? Em gái này nấu quá chuyên nghiệp. Nếu được tôi sẽ ở lại đây luôn quá. Ở đây ngày nào cũng được các cô gái xinh đẹp này nấu món này cho ăn thì thích lắm bây giờ bọn em sẽ cho ra cái nia này, sau đó chúng ta cùng thưởng thức nhé. rất nhanh các cô gái đã hoàn thành món lá mì xào, món này ăn với cơm đóng rất ngon. xin mời các bạn cùng ăn với bọn em nhé, đây là một món ăn rất độc lạ của người Ra da Giai chúng em. xem tới đây các bạn không quên like đến sắp đến xe cho bọn em nhé. Tiếp theo chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến các bạn thêm các món ăn rất đơn giản và ngon của người đồng bào dân tộc Gia Giai. Ở đây sẽ có hai món được người ta đang nấu. Đó là món canh bột. Canh bột là món ăn truyền thống của người đồng bào nơi đây. Món này cách làm rất công phu. Muốn làm được món này trước hết phải ngâm gạo. Sau đó mới giả dạ thành bột. Sau khi nấu canh bột rất giống món cháo, Tiếp theo là món canh đắng nhé các bạn ơi. Ừ, tôi tiếp tục review cho các bạn thêm một món nữa. Canh đắng được nấu chung với ruột non của bò. Món này cũng rất phổ biến ở đây. Thường được nấu trong những ngày gia đình có khách. Trên đây tôi đã review cho các bạn các món ăn truyền thống của người Gia Giai. Còn rất nhiều món ăn rất ngon và đa dạng của họ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem bắt xin chào và hẹn gặp lại các bạn.